Ví dụ như bây giờ quý vị ngủ, thì trước khi vào ngủ đó, buông tất cả mọi ý niệm, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thanh tịnh, rồi chừng cái câu niệm thanh tịnh đó, cái nó ngủ rồi nào không ai. Thì lúc vậy quý vị giật mình thức dậy, mãn giác ra, thì tự nhiên tiếng niệm Phật ở trong lòng niệm ra, quý vị chưa khởi niệm, mà tiếng niệm nó vẫn có. Thì như vậy là ở trong thức quý vị, trong giấc ngủ quý vị vẫn có niệm đấy. Người nào có niệm được cái đó chưa? Bây giờ quý vị mà có niệm được vậy đó, thì tôi bảo đảm duy trì được cái đó là con đường giảng sanh nắm trong tay. Bảo đảm. À, nếu mà được vậy đó là con đường giảng sanh nắm ở trong tay. Cho nên có khi chúng ta không có niệm, nhưng mà trong thức chúng ta vẫn có niệm, thì chúng ta phải giữ như vậy đó. Vậy tới đó nó mệt quá niệm không được, nhưng mà trong thức mình vẫn niệm. Lúc đó A Di Đà hiện tới, dùng thần lực mà giúp hộ, chúng ta định tâm được. Sự duyên hướng của chúng ta từ bấy lâu nay nó tạo thành một cái lực Đức A Di Đà đưa mình gì. Yeah.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta được lắng nghe một đoạn chót của quyển tư tức quyển Giác Mê Tâm Đệ mà Đức Thầy đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Thì đối với Đức Thầy, kính yêu chúng ta hầu hết là những người tín đồ luôn lúc nào cũng tuân thủ, lắng nghe và thực hiện khi theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy, và đặc biệt nhất là cái buổi hội ngộ này được diễn kiến gặp lại chú Hai Lúc, là một vị tiền bối, là một vị lớn tuổi đã từng nhiều năm tháng cống hiến cho phụng sự, cho đạo pháp, cho xã hội, và đặc biệt nhất là vào cái thời trước kia thì chú Hai Lúc cũng đã từng theo bác Hai Kho để góp sức tiếp tay và học hỏi rất nhiều cái kinh nghiệm đối với cái môi trường nẻo đường đạo pháp. Do vậy thì đặc biệt nhất là chú Hai Lúc là chuyên khoa về vấn đề giải đáp nghi vấn. Tuy nhiên trong cái tình hình sức khỏe hiện nay thì cũng giới hạn, tuổi thì cũng cao, sức khỏe cũng kém, thì hôm nay đặc biệt nhất là do cái nhân duyên và cái tình hình thế giới, tình hình nhân sinh, tình hình mọi sự việc trong cái bối cảnh hiện tại như thế nào đó, mà hôm nay thôi thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời nhờ chú Hai Lúc cũng mở lòng từ bi để rồi chia sẻ cho một cái bài pháp thoại nào đó đặc biệt để giúp cho toàn thể chư đồng đạo gần cũng như xa được thức tỉnh giấc mộng trần gian, để cố gắng tinh tấn tu hành sớm đắc thành đạo quả để diễn kiến Đức Phật với thầy trong ngày hôm qua đại hội. Thì giờ đây trước khi chú Hai đến làm phân thì kính mời quý vị ủng hộ trong tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như quý vị mọi người với trí thức đạo có mặt trong cái buổi nhân viên đi ngủ này, thực ra là hôm nay tôi áp lời mời của anh chị Bảy đi ngủ giỡn có nghĩa là thân mẫu của anh Bảy, tức là nội tổ của chị Nho. Thực sự thì nhân duyên cũng là đủ, tôi cố gắng cơ thể thì nó sức khỏe không cho phép, nhưng vì bác sĩ Do mở lời, ông Nảy mở lời, thì Hòa mở lời, thì Nghĩa không dễ gì có cái việc gặp cái đồng đạo rất là xa, nhất là không có đạo huynh tôi là hiện ở dưới Bến Tre, những đạo huynh thân thương lâu lắm không gặp đồng đạo ở Vĩnh Hậu, rất có nhiều nhân viên với chúng tôi trong cái chỗ gia đình này cũng có hợp, thành ra chúng tôi cố gắng mặc dù sức khỏe không cho phép nhưng cũng sẽ cố gắng gặp gỡ chư đồng đạo trong có thể với một đề tài rất là gần, rất là dễ nhận nhưng mà cũng cần thiết cho chúng ta. Đề tài được mang tên là nhận diện cuộc nhân sinh. Thưa quý vị, nhận diện cuộc nhân sinh có lẽ đề tài nó sẽ có cái thứ gì đó nghe hơi khó hiểu. Cuộc nhân sinh thì chúng ta đang sống nhưng mà sao phải nhận diện, có gì phải nhận diện, nhưng mà thật sự chúng ta đang sống thì có khi chúng ta lại đánh mất cuộc sống. Chúng ta vì một sơ tâm nào đó, vì một vô ý thức nào đó mà chúng ta lại sống không có ý thức, do đó chúng ta đánh mất cuộc sống, do đó chúng ta lại không có một nhìn thấy đúng cuộc sống đó, do đó chúng ta đánh mất cuộc sống. Và đánh mất cuộc sống có nghĩa là chúng ta thiếu sự nhận diện chân xác nhất và chuẩn mực nhất. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái mảng đề tài nhận diện của nhân sinh. Thực ra thì đây là vấn đề nó không có nói rất gần với chúng ta mà lại nó rất là cần thiết trong con đường thực tập của mình. Thưa quý vị, trước tiên thì chúng ta giải quyết cái cuộc trần gian này, thì thường là người ta nói trần gian là một cõi đi về, chúng ta đến đây đi rồi đi mãi tới chừng đi hết được chúng ta phải về. Mà chúng ta về đâu? Tất cả những vấn đề này của chúng ta bàn luận một tỉ mỉ để chúng ta nhận diện ra chúng ta. Đầu tiên, cuộc nhân sinh và tất cả diễn bài của vũ trụ, tất cả mọi cuộc sống của chúng ta nằm ở trong sự trí tuệ tổng trời của chúng ta ngày xưa.
Đã từng chỉ chúng ta, đã từng đem lại cho chúng ta tất cả những khôn ngoan để chúng ta nhận diện cuộc nhân sinh qua tam pháp ấn của nhà Phật. Tam pháp ấn là vạn vật tất cả muôn pháp đều vô thường, tức là nó không có yên chỗ, nó dời đổi, nay dời mai đổi, thân thế lạc luân nhân dân. Chính vì vô thường cho nên nó tạo niềm khổ đau. Cho nên cái sự thật, cái pháp ấn thứ hai là cuộc đời là nỗi thống khổ và rỗng tuếch, không có gì hết, thành ra khổ không. Và chính vì cái tính khổ không đó cho nên nó không có gì của ta cả. Trên đó cái pháp ấn thứ ba là Đức Phật chỉ chúng ta là tất cả muôn pháp đều vô ngã, tức là không có gì của mình đâu. Đây là tam pháp ấn. Ấn là gì? Ấn là cái dấu in vào cho rõ nét một vấn đề gì để làm chứng minh là không sai chạy. Vậy thì pháp ấn của Phật nó gồm có ba điều căn bản mà mỗi người học Phật chúng ta phải biết và phải nhìn nhận được. Thưa chư đồng đạo, chúng ta không phải biết trên nhân tự đâu, chúng ta không phải biết trên cái luận giải chữ nghĩa đâu, mà là phải biết của trí giác của chúng ta, của sự tự tính giác ngộ, của cái thấy của trí tuệ bát nhã. Chúng ta phải nhận thấy cái đó, tức là chúng ta phải sống cho được ý niệm đó thì mới gọi là cái biết được. Vậy thì đầu tiên, nếu mà chúng ta muốn nhận diện cuộc nhân sinh mà chúng ta không có nhận diện được tam pháp ấn của Phật thì tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào nhận diện cho ra cái cuộc nhân sinh này. Chúng tôi xin lặp lại lời của một thiền giả, nó trần gian là một cõi đi về. Vậy thì tôi và quý vị ngồi đây, trước khi chúng ta đến đây, có thể nói một cách rất là cụ thể rằng chúng ta đã có một cái mã rồi đấy, đã một lần chết rồi, đúng không? Và vì có khi nào quý vị thấy rằng mình đã có một cái mã không? Mà không phải một cái mã, mà nhiều lắm. Chúng ta chết không phải một lần, mà nhiều lần lắm. Trong năm lần nào đó trước đây, trước khi mà mẹ mình đẻ ra được cách tiếng Pháp Tu Hoa đấy, chúng ta đã có một lần chết rồi đấy. Chính mình sẽ lặp lại không phải một lần đâu nhé, nó nhiều lần lắm rồi đấy. Vậy thì vấn đề chết sống nó không có lạ đâu. Vậy thì cái lần chết đó chúng ta không có biết gì trơn, bởi vì khi cách ấm là vô thức, không còn biết gì. Vậy thì chúng ta đến cuộc đời này bằng cái gì? Ai xuống mình tới? Ai rủ đi mình tới? Mình hứa hẹn gì ở đây? Ai bắt buộc mình tới? Thưa chư đồng đạo, không có ai cả, không có ai làm chuyện đó cả, ngoại trừ những bậc giác ngộ đến đây vì bản nguyện. Thì chúng ta là bị sanh ra chứ không phải được sanh ra. Xin lặp lại, bị sanh ra chứ không phải được sanh ra. Nghĩa là chúng ta đến đây bị sự tác động lực dụng của nghiệp, tức là chúng ta đã gieo tạo tất cả những cái ý niệm bất lành, những dục niệm mà chúng ta chưa đủ sáng để vượt lên, để chúng ta chưa đủ điều kiện để chúng ta làm tiên làm Phật. Chúng ta còn bị những ý niệm mê mờ của vô minh, chúng ta từ một ý niệm mê lớn hơn tạo thành một cái lực dụng mạnh hơn, nó ném chúng ta vào bụng mẹ của mình, chịu 9 tháng 10 ngày trong đó rồi cất tiếng khóc chào đời, khổ a khổ a. Như vậy thì chúng ta đến đây, rõ ràng chúng ta bị đến đây chứ không phải được đến đây. Cái nhận diện đầu tiên mà cuộc nhân sinh ấy, chúng ta phải thấy rất rõ là điều gì vậy? Chúng ta không phải được đến đây đâu, chúng ta bị đến đây đấy. Bị đến tức là chúng ta bị lực dụng của nghiệp ném cho tay đến đây. Rồi chúng ta thọ thân người, tất cả bản án của quá khứ gầy ở sau lưng, mà Đức Thầy cho biết nè, dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, dướng nghiệp trần hoàng, tức là mang thân ở trong cái cõi danh hoàng này, bởi quả nhân, tức là đã gieo nhân cho bây giờ hiện quả, mới gây ra số kiếp chịu không cần. Quá rõ ràng là chúng ta đến đây vì một dòng nghiệp, và đến đây với một bản án, một bản án không hơn không kém. Bản án đó đó, nó không ai giống ai. Cho nên khi mà người cất tiếng khóc chào đời của một đứa bé, đứa thì
ở trong một môi trường vinh sang, đầy đủ sự tân triều. Có đứa thì rơi rớt ở đâu với hầm cầu hay là một cái máy cá máy tranh nào đó mà không đủ sữa bú. Lớn lên có những người thông tuệ, có những người lại là học hoài không biết chữ nào, có những người thì đầy đủ phương phi mỹ mạo, có những người thì què hoặc lại thiếu không đủ gác chân. Tất cả những cái đó là không phải đương không, nó không có đương không, mà triết lý nhân quả của nhà Phật dạy rằng đó là tác động của nghiệp. Tất cả chúng ta đều do nghiệp sinh ra. Cho nên quý vị thấy một cái điều, cả trên thế giới này là 7-8 tỷ người mà không có cái mặt nào giống mặt nào cả, không có ai giống ai cả, kể cả người trình độ nó cũng có những cái nét riêng của nó, và không ai giống ai. Điều đó trả lời rằng nghiệp không ai giống ai, và chính vì nghiệp cho nên anh thọ dụng cái thân này, tạo thành thân ngũ quẩn sắc quẩn. Sắc quẩn là đất nước gió lửa hình thành ra cái sắc thể này, nó kèm theo cái sắc quẩn đó là cảm thọ tưởng hành và thức, nó cộng thành ngũ quẩn, tổ hợp ngũ quẩn ấy nó hình thành một cái con người mang cả ý niệm tất cả mọi chủng tử bất lành không đủ thanh tịnh sáng suốt kia, nó tạo thành một kiếp người khổ đau miên diện. Và rồi chúng ta có khi mê lầm, có khi giác ngộ, rồi có những lúc lại là rất là du dơ ngu ngơ, chúng ta không rõ gì hết. Nhưng mà may mắn thay, trong cuộc đến đây, trong cuộc mà chúng ta thọ thân đó, chúng ta lại có được cái duyên lành. Tôi bảo đảm là quý vị ngồi đây đều có cái duyên lành đó. Duyên lành gì? Đó là quý vị đã gieo duyên cái Phật pháp, đã gieo duyên với đức thầy. Cho nên tất cả quý đồng đạo ở đây đều tin thầy, tin Phật pháp, tin nhân quả, và đã quay trở lại chính mình, quay trở lại con đường chân chánh nhất của Phật giáo để đưa chúng ta một cuộc đời thăng hóa đẹp hơn. Thì đấy là không phải đương không, đó là chúng ta có cái duyên lớn lắm mà đức thầy cho chúng biết á. Duyên lành rõ được hùng điên, tin và rõ được thầy. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, thiện duyên là có duyên lành, hữu phần là có phần, chúng ta có phần được hưởng đây. Vậy thì chúng ta may mắn lắm, chúng ta mang bản án sau lưng của một kiếp người thống khổ, trường trải khổ đau, và chúng ta đến đây để thanh toán món nợ trần ai này. Nhưng mà song song với cái bản án đó, chúng ta lại có được cái phước duyên là tin được thầy, tin được Phật và phát nguyện quy y. Và quý vị đã tu, tôi nghĩ giờ đây tất cả những quý vị ngồi đây là những người đã tu, những người có một tâm niệm rất là tốt, có một duyên hướng rất là sáng giá. Thì điều đó là một điều minh chứng hùng hồn rằng chúng ta có phần rất là lớn, có phần rất là lớn. Vậy thì cái cuộc nhận diện của nhân sinh của chúng ta đó, chúng ta biết rằng chúng ta đến đây vì một dòng nghiệp bất thích, nhưng mà chúng ta cũng có những duyên lành, cho nên chúng ta hãy nắm bắt cái lành đó. Cái duyên đó tức là cái duyên giới đạo đó, chúng tôi gắn gỗ phát triển nó lên, tức là chúng ta phải nuôi cây bồ đề cho ngày càng thêm lớn lên. Mà đức thầy dặn chúng ta đó, chữ bồ đề như cội báo tầm, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Chúng ta nuôi là chúng ta phải cho ăn, mà thức ăn của cây bồ đề đó, thực dưỡng của nó là gì? Là con đường chân chánh, là một sự thanh tịnh, là một sự loại trừ tất cả mọi tục phàm tính niệm. Đó là thức ăn, thức ăn thiền duyệt, thức ăn thanh tịnh thanh đạm đó, nó nuôi được cây bồ đề lớn lên. Và nếu không, cây bồ đề mà không lớn được thì cái ý niệm trần ai của chúng ta đó, cái ý niệm chúng sanh tánh á, cái niệm u mê của chúng ta đó, nó lớn lên thì nó lấn át cây bồ đề. Đó là tỷ lệ nghịch với nhau. Hãy bồ đề lớn á thì cây bồ đề lớn, cội bồ đề to phát triển thì cỏ dại phiền não nó bị lụi tàn. Còn nếu mà chúng ta lại không nuôi cây bồ đề mà mình nuôi cái loại cây mà ngược nghĩa của bồ đề đấy, tức là những ý niệm phàm phu lớn đó, thì cỏ rác nó mọc âm tùm thì cây bồ đề tàn héo thì chúng không phát triển được. Vậy thì tôi với quý vị phải nghe lời thầy, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, tức là chữ bồ đề đó như cội báo tòng đó, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Vậy thì nhờ sự nhận diện, nhìn ra cuộc nhân sinh cái thứ nhất, chúng ta nhìn ra chúng ta đến đây vì một tác động của nghiệp. Rồi chúng ta cũng may mắn có được giáo lý mà thầy dạy chúng ta, tin tưởng trọn vẹn như giáo lý của thầy. Rồi chúng ta cố gắng tu tập để chúng ta chuyển hóa bớt lần lần cái phàm tính, cái nghiệp trước của chúng ta, để chúng ta thăng hóa từng bước cuộc đời chúng ta.
Thưa quý vị, đấy là chúng ta đến rồi chúng ta đang đi. Quý vị hãy bình lặng một chút. Quý vị kiểm tra lại các bạn bè của mình, những người thân của mình đó. Người ta đi về nhiều lắm rồi đó, phải không? Tức là không còn đi cùng chúng ta. Ngày xưa thì cùng chúng ta đi, cha mẹ chúng ta cùng đi, cùng đi trên con đường đời. Chúng ta là thế nữ. Để tiếp theo đó, thì như hồi nãy chúng tôi nói, những người thân của chúng ta đó, cùng đi với chúng ta đó, thì bây giờ nó khuất rất là nhiều, đúng không? Cha mẹ chúng ta giờ không còn nữa. Bây giờ còn lại có cái mã không à, với cái mã bộ bia không à. Có khi chồng, có khi vợ, không còn. Có những người bạn rất thân không còn. Thì những người đã nằm xuống ở ngoài kia nghỉ địa đấy, người ta đi về rồi đấy. Người ta đi về rồi. Sau khi người ta đã đi với mình mà người ta kết thúc cuộc hành trình của người ta. Cuộc hành trình ngắn dài nó vô định, nó không có tính được. Và họ kết thúc cuộc hành trình đi đó, ta đang đi, ta kết thúc, người ta trở về. Rồi với chúng ta, chúng ta đang đi. Rồi quyền nào chúng ta về, quý vị biết không? Ở đây có ai biết chuyện nào mình về không quý vị? Thưa quý vị không biết. Không biết đâu. Chúng ta về, chắc chắn là phải về. Bởi vì trần gian là một kẻ đi rồi về. Mà về đâu đấy, cái điều đó quan trọng lắm. Về đâu, mà chừng nào về? Về với một tư thế nào? Về với một tư thế nào? Điều đó cực kỳ quan trọng chứ đồng bào. Bởi vì nếu chúng ta đến đây mà chúng ta đi đó, những bước chân đi chúng ta trên đường đời giản khổ này đấy, mà nếu chúng ta không có ý thức, chúng ta không đủ sáng, chúng ta bước những chiếc bước chân vặn vẹo, cong queo, đi những con đường gai trong trên, không phải là con đường thẳng của Phật, của đạo Phật, không phải là con đường mà thầy dạy chúng ta, thì nguy hiểm lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những bước chân rất là khổ đau. Nhưng mà rồi cuối cùng, khi mãn những bước chân đó mà kết thúc cuộc hành trình, chúng ta trở về một cái nẻo mà nó u minh minh, mờ mờ nhân ảnh người đi đêm, biết gì đâu hết đó. Chúng ta hoàn toàn không có con đường về. Đấy là một cái bi kịch. Đấy là một bi kịch của nhân sinh. Khi mà không được về chúng ta không biết. Còn bây giờ chúng ta sao nè? Bây giờ chúng ta quý vị ngồi đây nè, quý vị biết được về không? Biết không quý vị? Chắc chắn là biết rồi. Bởi vì quý vị đã quy y mà, đúng không? Mà Đức Thầy diễn tả nè, quy là về. Mày về đâu? Ai biết về đâu? Đúng rồi, quy y. Quy là về, mà về cửa Phật. Vậy chúng ta biết về, biết cửa về rồi phải không? Biết rồi. Chúng ta biết đường về. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nữa, biết đường về mà có chịu về không? Có chịu về không? Hay là chịu ở đây? Đấy. Cái điều này là một vấn đề mà mỗi hành giả phải tự đòi hỏi lại mình. Mình biết mình quy y là về, về với Phật, thấy không thiện nghĩa? Nhưng mà cái về đó thì biết về với Phật à. Nhưng mà cái quan trọng là mình có chịu về chưa? Thưa quý vị, Đức Thầy cho chúng ta biết, dạy chúng ta rất là rành. Hỏi tù vốn thiệt chúng ta mà. Ở đây là ở tù, đúng không? Ta bà là có ở tù. Chúng ta đang ở tù cái gì? Quý vị có thấy cái đó không? Hay là chỗ này sướng lắm? Cái điều này nó đòi hỏi trong nhận thức của chúng ta, trong nhận diện cuộc nhân sinh của chúng ta. Chúng ta có thể đây là cái nỗi thống khổ, sự trói căng, dìm điện, và nó bó buộc chúng ta, mất hết cả tự do, mất hết cả phương hướng. Chúng ta đang quăng mình trong như con phiêu thân ở trong bóng đèn. Chúng ta phải thấy rõ rằng trần gian là mộng ảo, và chúng ta đang là nhà ảo thực. Chúng ta sống bằng tất cả những vô nị của tham dục. Chúng ta bị tôi tớ, chúng ta bị xỏ mũi dẫn đi, chúng ta mất tiêu hết trơn tất cả giá trị làm người chúng ta. Thì đó là chúng ta sống trong niệm ý mê mờ, vô minh, không làm chủ được mình, mà tất cả ý niệm tham dục nó làm chủ, nó lôi chúng ta đi. Thế trần tạm giả nó gạt đời ta, chúng ta lầm, chúng bị gạt dẫn đi con rồi. Thì như vậy đó là những bước đi của chúng ta nó trật lắc rồi đấy, nó đi không có đúng đường, đi sai. Mà hễ đi sai rồi đó thì về sao? Về không có chỗ. Hãy đi có nơi thì về, về có chỗ. Còn cái này đi không có nơi thì về không có chỗ, không có chỗ về. Ở đây, cái điều này tất
cả tôi và quý vị phải nhìn cho thật rõ. Mà tôi nghĩ ai cũng nhìn rồi, nhưng mà chúng ta phải đánh giá lại, đánh giá là chính mình, phải quay lại chính mình để coi coi những năm qua, những tháng ngày qua, chúng ta đã quy y với Phật, chúng ta đã cúi đầu lại Phật, và chúng ta đã tu, đã thường trai giữ giới, chúng ta bước đi những bước đi chúng ta đúng không? Đúng chưa? Đúng theo cái gì? Đúng theo tiêu chuẩn mà thầy dạy chúng ta, đó là con đường đạo. Bởi vì đạo là giống như cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Tức thầy hoàn toàn dọn một con đường bằng thẳng quang minh, mà liệu coi mình có đi trên đó hay là mình đã đi lạc rồi. Cái điều này không ai nói với ai được đâu quý vị. Mình nói với chính mình, mình chỉ ngó lại chính mình để thấy chính mình thôi, khỏi cần nói với ai. Người ta dòm vô người ta không có biết đâu, không biết mình đi lạc đâu. Mà mình biết mình đi lạc trong từng ý niệm. Điều này nó cực kỳ quan trọng đối với một hành giả. Theo tôi thì cuộc nhân sinh, cái sự nhận diện của nó đó, cuộc đến đây đó, rõ ràng nãy mình đã nhận diện rồi. Bây giờ đến rồi về, đến rồi đi, đi để rồi về. Vậy thì chỉnh những bước đi của chúng ta nó quan trọng như vậy đó. Bây giờ tôi với quý vị còn đang đi mà chưa về, biết không? Nhưng mà cái ngày về của chúng ta nó tùy thuộc vào những bước đi hôm nay. Nó tùy thuộc vào những bước đi hôm nay. Bởi vì ngày mai được làm từ hôm nay, ngày mai được làm từ hôm nay. Và nếu hôm nay không có gì thì ngày mai có gì không? Không có gì. Ngày nay đẹp thì ngày mai đẹp. Mà ngày nay vu vơ, ngu ngơ, mờ mờ, mịt mịt thì tương lai sẽ mờ mịt, ngu ngơ. Nó là đương nhiên như vậy. Đó là một cái thế tất nhiên. Vậy thì bây giờ trần gian là một cõi đến rồi đi, rồi mãn cái đi đó, chúng ta kết thúc cuộc hành trình phải trở về. Đây là những cái điều thật ra thì không lạ chút nào, nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng cho cuộc sống tu của chúng ta. Hồi nãy tôi trở lại vấn đề hồi nãy, chỉ tù một chút. Bây giờ toàn thể chúng ta nghe lời thầy dạy đó, chúng tù giống thiệt cõi ta bà, tiên cảnh mau về ác lánh xa. Đức thầy xác định đây là chúng tù, thấy không? Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà. Đây là biển khổ, đây là chúng tù. Chúng tù, ao tù, cảnh thế gian dường thể chốn ao tù. Cái điều này chúng ta không có chối rồi, chắc chắn là chúng ta chối cãi không được, rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là trong tâm khảm của chúng ta đã có thấy đó là chúng tù hay không. Chứ thật ra có nhiều người không thấy nó là chúng tù, mà là cho nó là một cái gì hoa mỹ đẹp lắm, rồi chúng ta bị nó ru ngủ thì chạy theo. Cái chỗ này nó quan trọng lắm đây. Vậy thì nếu mà chúng ta nhận diện nó được, đó là chúng tù đó, thì khi nhận diện nó là chúng tù, thì khi mãn hạn tù đó, người ta thả tù ra vui hay là buồn nào? Quý vị xét lại coi, khi mà mãn hạn tù đó, một thách cái ông đuổi một tù đó, ông lại mở chìa khóa, ông nói ông Trần Văn Lúc mãn tù rồi, thả tù ông nè. Nhưng mà có chịu ra không? Có chịu ra không? Mãn hạn tù mà hết tù rồi mà người ta thả tù không chịu đi. Mà cái này nói ai thì nói mình đi nha. Em Nam Hiền thả động chịu đi không? Tại sao biết không? Vì ở tù biết quen ở trong tù rồi, ra ngoài sợ không biết làm sao đây, thôi ở tù vui ở luôn, đúng không? Thì cái này đó nó là một nghịch lý lớn, một nghịch lý lớn lại là có thật trên cõi nhân sinh của chúng ta, nó rất thật đấy. Quý vị nghe lại có phải gì không? Sửa sạn mà đau nhiều quá thì điện trong tư đơ, điện cho bảy chậm, trời ơi đem xe cấp cứu đưa tao bệnh viện, coi ơi bác sĩ sao tiếp tao nhé, chạy la dữ lắm luôn. Vì vậy ta mãn tù rồi, ta tính sửa sạn, ta mở cái tù đó, nhưng mà rồi không chịu, xin nán ở lại, có không quý vị? Có phải không? Cái này không chối đâu phải không? À, như vậy đấy, chúng ta lâu lâu nhớ lại đi, rồi chúng ta tự nói với mình, cha, sao ở tù mà chưa ở tù hoài vậy ta? Vậy thì cái này đó là phải có một nhận diện quý vị, phải tu đấy, phải quay lại chính cái con người thật của mình mới thấy, chứ không phải nói mà thấy dễ không. Cái thấy mà lý luận như tôi nói đó thì cái thấy trên ngôn ngữ thôi, trên lý luận thôi, nhưng mà cái thấy của trực giác tâm linh, của trí tuệ thì là cái thấy khác. Cái thói đó mới là thật biết,
Còn cái biết mà cái bằng lý luận đó thì nó là chỉ biết ngoài thôi, biết giả. Vậy thì bây giờ chúng ta nhận diện chỗ này không phải nó thật nè, nó là giả. Cái thân của mình thiệt hay giả? À, không có ai dám nói thiệt hết nè, ai cũng nói giả, nhưng mà nói giả giả chứ đụng cái có biết không, đụng tới coi biết. Thành ra nói thì giả đó, nhưng trong tâm khảm thì khư khư đó là thiệt. Đấy là nghịch lý. Tất cả là những mâu thuẫn lớn ở trong đầu của chúng ta, mà chúng ta chưa phá vỡ được mâu thuẫn này thì chúng ta chưa thấy được đạo. Đức thầy nói thân tứ đại tạm mượn, phải không? Thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành. Thầy nói rõ ràng bằng cái nhìn của một vị giác Phật, ông thấy rất rõ thân này tạm mượn, mà mượn người ta trả chứ lượm giật luôn sao, mà tính chừng nào trả, hiểu chưa? Có ai chịu trả không? Không chịu. Cũng như nói ở tù nãy đó, mãn hạn tù mà không chịu ra. Thì đây là những nghịch lý, mà nghịch lý đó là từ đâu vậy quý vị? Quý vị hãy tà nguồn nó coi, ở đâu mà nó có những cái nghịch lý này vậy? Nó là cái vô minh đấy, nó là cái sự tham đắm của cái nhận diện sai, thiếu ý thức, và chúng ta không lật ngược được, chúng ta không đi chứng ngộ được tam pháp ấn của Phật. Vô thường, khổ não không vô ngã, chúng ta nắm không được. Chúng ta nói thì được, mà chúng ta sống không được, chứng không được. Chính như lẽ đó mà chúng ta triền miên trong khổ đau. Vô thường, mọi việc nó dời đổi mà. Vậy đó bây giờ lỡ thằng trộm vô, nó cạy cầu tủ, nó lấy hết 200 triệu. Chắc nhót rồi đó giờ, tính sắm chiếc xe chưa sống lấy trơn. Kể như là mất ăn, mất ngủ cả tháng luôn. Gặp ai cũng than, cũng gian, khổ dữ lắm, khổ luôn. Bởi vì biết nó vô thường, cái chuyện này nó xảy ra do nghiệp chướng gì đấy. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ trong bụng này nó xót xa, nó quằn nặng, nó đứt từng đoạn ruột. Đó là nỗi thống khổ khi mà chúng ta chưa có đủ trí tuệ để sống được. Chúng ta hoàn toàn chỉ mới nói và phân tích mà thôi. Cho đó cái biết chúng ta là cái biết giả không à. Quý vị phải nhìn ra cái này, nhìn ra cái biết giả này. Tôi lúc nào tôi cũng ngó là cái biết giả này, để cười với chính mình. Rồi mình phải làm sao để quân tập cho mình sống bằng cái biết thật. Vậy thì tam pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã, hồi nãy mình nói hồi nãy đây, nó chi phối hết trơn cả cuộc sống của chúng ta. Nó nằm ở trong ngọn đó. Mà ngày xưa Đức Phật, sau khi Ngài đủ trí tuệ, Ngài nhìn thấy ra, Ngài diễn giải rất kỹ trong kinh Nikaya, tức là trong Trung Bộ Kinh. Ngài nói suốt 12 năm trời của kinh A Hàm, Ngài chỉ giảng có nhiêu thôi, để Ngài đưa ra cái bốn sự thật chắc chắn là khổ tập diệt đạo. Ngài đưa ra 37 phẩm trợ đạo, trong đó bát chánh đạo là chính. Từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tới như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, bát chánh đạo là căn bản. Tứ một điều, diệu đế, tứ diệu đế và bát chánh đạo, đó là chân lý căn bản nhất của Phật giáo. Mà suốt tất cả các kinh điển của Phật giáo đều lấy đó làm căn bản. Mà ngày hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là âu bát chánh ráng mài chạm dạ, tứ một điều người khá hành y. Thầy dạy cũng y chang Đức Phật ngày xưa, nghĩa là phải nhận cơ rõ được cái tứ một điều, tức là khổ tập diệt đạo, và phải thực hiện được bát chánh đạo để chúng ta giải thoát tâm thầm. Và Đức Thầy thì mượn, ta dạy thế mượn lời Phật Thánh và rút trong các luật các kinh, thì Ngài dạy không sót chúng ta cái điều gì cả. Thì nhân đây chúng tôi trình bày cái đề tài nhận diện cuộc nhân sinh, để quý vị thấy rằng chúng ta đến rồi đi, đi rồi phải về. Mà chúng ta về đâu thì điều đó chúng ta phải tự quay lại chính mình để mà nói với chính mình. Thường thường đó thì làm toán đó, người ta có phép thử, nhưng mà người ta có phép thử mà không biết quý vị tu mà quý vị có thử lần nào chưa. Chúng ta phải thử mà được. Thử làm sao? Lâu lâu quá quý vị nằm ngay ra rồi nín thở lại, chết tới rồi, chết bị cái chuyện đó nó tới đó. Không có ai hỏi cái vụ này, nhưng bữa đó mình thử mà chưa có chết, mà đi mình thử, mình nằm ngay ra cái nín thở chết, liệu tất cả mọi dự trù hồi đó giờ chưa hoàn thành, mọi công việc gì chưa tính toán chưa xong, mọi cái tình cảm ràng buộc gì đó vân vân, coi đó làm sao? Tôi nghe cho mình nói sao bây giờ chết rồi.
thử nó coi. Quý vị làm nó thử nó đi để quý vị biết rằng chúng ta đang sống ở một ý niệm nào. Nếu giả như xuôi tay nhắm mắt nín thở nằm yên không cựa quậy mà chúng ta lúc đó tâm an lạc, chúng ta có thể nở nụ cười được, chúng ta có thể giơ tay cào đồng đạo thôi quý vị ở lại nha. Quý vị đang tiếp tục tu, tôi đã kết thúc cuộc hành trình rồi, tôi đến đây là đi, tôi phải về à. Xin chào đồng đạo, xin cảm ơn cuộc đời, dầu rằng cuộc đời đã cho tôi, trong đó có một số vị đắng, nó phải chua cay, nhưng mà tôi xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cuộc sống. Và cảm ơn tất cả, chào đồng đạo ra đi, rồi mỉm nụ cười niệm Phật, để chờ Phật rước về. Được không? Làm có được chưa? Tôi ta nhắm mắt làm vậy đó. Dạ, không được cũng phải ráng, cái câu nói này nó hay cực kỳ bây giờ. Dạ, chúng ta chưa được đâu, nhưng mà ráng đó. Ráng nó được. Và chúng ta phải ráng, ráng trong ý thức, trong sự sáng suốt của trí tuệ. Chứ không phải là chúng ta chỉ sống bằng ý niệm mê mờ mãi được. Chúng ta không chấp nhận sự mê mờ đó. Nếu chúng ta còn vẫn chấp nhận được sự mê mờ đó, thì chúng ta hỏi với lòng mình, hồi đó giờ mình tu cái gì? Quý vị hỏi đi, tu cái gì? Tu gì mà tới giờ này chứ mà nó còn bám điếu, nó còn mê mờ, nó còn cần ai thuộc lỵ trong lòng như vậy thì tu cái gì? Quý vị phải hỏi như mình rồi trả lời đi, để chúng ta làm một cuộc nhận diện rất rõ ràng của nhân sinh này. Thì thời gian giác ngộ rồi cũng thường tới lui những người bệnh hoạn có tâm hành đạo luôn 40-50 năm cũng có. Tới cái lúc mà bệnh hoạn tới rồi là dứt khoát là phải để chở đi nhà thương. Nếu không là con cháu không chịu la dậy con cháu luôn, chứ không có chịu mà để yên niệm Phật ra đi. Đó là cái trở ngại như thế nào mà làm như thế đó. Chẳng lẽ em cởi mở luôn, không chịu ở nhà mà phải chở đi bệnh viện, mà bác sĩ coi, thầy coi là không có qua được, mà bắt buộc con cháu phải chở đi. Tôi chở người vô tới nhà bà, vô tắm chích luôn, để tóc, để râu đàng hoàng luôn, tới ngày giờ cũng phải đi, chứ không chịu an tâm ra đi. Cái trường hợp này nó không phải một đâu. Quỳnh Bảy chậm nói là một ở trong rất nhiều trường hợp mà tôi nhận niệm, chứ không phải một. Nhưng mà thưa với quý vị, mình thông cảm ghê lắm đấy, mình thương dữ lắm luôn. Bởi vì chính ý niệm đó có ở trong mình đấy. Quý vị kiểm tra lại đi, nó có ở trong mình đấy. Nghe thầy nghĩa, kiểm tra là hình như mình cũng có đấy. Làm sao vậy? Mình chưa chịu ra khỏi tù chứ có gì đâu. Mình chưa chịu chết. Bây giờ nếu làm đạo mình mà tu quá thì nói tu giờ chết không đạo, thật sự chết nhầm cái gì, ai cũng chết, ai cũng sợ gì, ai cũng nói câu nói đó, đúng không? À, lúc bình thường thì nói chết cho người ta gì mà sợ chết, nhưng mà khi mà bác sĩ nó sau khi nó em rai rồi đàng hoàng cái nó phê chữ ca nó phê chữ ca là cái mặt này nó tái lét, sức khỏe xuống liền. Hồi nãy thì đi ngon lành, bây giờ phải khiêng, đêm qua phải khiêng. Tôi gặp nhiều trường hợp như đó. Thì lúc đó sao vậy? Tức là mình nhận diện chưa ra, mình sống thật chưa nổi, mình sống với chính mình không được. Hoàn toàn là chúng ta mê mê mờ mờ trong lúc sống đó. Cho nên khi mà đụng đó là chúng ta chết với liền. Và chắc chắn là chúng ta còn ham sống. Mà ham sống có nghĩa là gì? Là sợ chết. Muốn sống là sợ chết. Cái chuyện này bình thường quá. Mà không phải ai đâu. Mình nói mình đi. Bây giờ mình ngồi mình hỏi coi mình muốn sống không nào? Muốn không? Muốn. Muốn sống thêm. Không biết chết rồi sao đây nữa. Bây giờ không biết tu hành ra làm sao. Muốn sống thêm để tu. Đa số mình đều lý luận vậy phải không? Muốn sống để mình tu. Bởi vì tôi không có chịu làm. Bởi vì trước nó khó thở nó nặng. Vậy dữ lắm, vậy đó. Sợ. Đi đây. Tự nhiên. Bây giờ cái chết có tới rồi, nó hiện ra trước mắt rồi, lúc đó đó là lúc đó là không còn nhớ niệm Phật đâu. Thường thường á, đồng đạo nói á, mình đau mình ráng niệm Phật ở ngoài nhắc. Nhưng mà tôi có gặp những trường hợp đồng đạo cũng niệm Phật đó, hồi bình thường tôi ngon lành á, mà tôi mệt quá đó, lúc đó cơn mệt dồn dập, nhắc niệm Phật giận dữ lắm. Trời ơi, thở không có nổi, miệng niệm Phật hoài. Giận luôn đó. Cái đó nó có nhiều lắm. Quý vị ơi, cho nên tôi mới nói với ông Từ Đơ rồi mất rồi. Mấy cái ông hộ niệm đó, thì tổ chức hộ niệm cho đồng đạo là nên. Điều đó là tốt. Đó là tấm lòng của người khỏe, của người sống đối với cái kẻ sắp chết. Tấm lòng rất là cần, cái tấm lòng nhân đạo tốt.
Nhưng mà bản thân mình á, đừng bao giờ chờ cái vụ hội niệm. Hội niệm không được đâu. Mình phải tự hội niệm mình. Mình phải niệm làm thế nào cái giờ đó mình tỉnh táo. Trong mặt đầu cái miệng luôn không được, thở dồn dập thở không được, nhưng mà trong thức của mình có niệm. Quý vị có cảm nhận được cái này không? Bây giờ tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị. Quý vị đang nghe tôi nói chuyện. Nhưng mà có khi nếu quý vị công phu tốt, quý vị vẫn niệm Phật đấy. Cái này những người nào có công trình thâm nhập thì tôi nói cái này sẽ hiểu liền. Tôi rất bảo đảm. Còn có những người thì nói, ta nghe niệm Phật, đừng nói gì sao niệm Phật được. Thưa quý vị, thức niệm. Chứ không phải miệng niệm, không phải ý niệm, mà thức niệm. Nếu quý vị niệm mà thuần á, thì trong thức vẫn niệm. Chẳng hạn như bây giờ tôi ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ quý vị ngủ, thì trước khi vào ngủ đó, buông tất cả mọi ý niệm. Chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm thanh tịnh. Rồi chừng cái câu niệm thanh tịnh đó, cái nó ngủ nào hay. Thì lúc gì quý vị giật mình thức dậy, mãn giác ra. Thì tự nhiên cái niệm Phật ở trong lòng niệm ra, quý vị chưa khởi niệm, mà tiếng niệm nó vẫn có. Thì như vậy là ở trong thức quý vị, trong giấc ngủ quý vị vẫn có niệm đấy. Người nào có niệm được cái đó chưa? Bây giờ quý vị mà có niệm được vậy đó, thì tôi bảo đảm duy trì được cái đó là con đường giảng sanh nắm trong tay. Bảo đảm. Nếu mà được vậy đó là con đường giảng sanh nắm ở trong tay. Cho nên có khi chúng ta không có niệm, nhưng mà trong thức bây giờ có niệm thì chúng ta phải giữ như vậy đó. Vậy tới đó nó bệt quá niệm không được, nhưng mà trong thức mình vẫn niệm. Lúc đó A Di Đà hiện tới, dùng thần lực ngài giúp hộ, chúng ta định tâm được. Sự duyên hướng của chúng ta từ bấy lâu nay nó tạo thành một cái lực Đức A Di Đà đưa mình gì. Chứ không phải là cái đầy âm Pháp Nhiên Thượng Nhân ở trong cuốn Tịnh Độ Chứng Tâm mới rất rõ. Quý vị nào kiểm đầy cuốn sách của Pháp Nhiên Thượng Nhân là một vị tổ của tâm Tịnh Độ ở Trung Nhật Bổn á. Ông ấy ông có nói cái này rất là rõ, mà tôi đọc cuốn sách đó rồi thì tự nhiên mà tôi vỡ lẽ được nhiều chuyện thì Pháp Nhân Phật lắm. Có khi quý vị không có định tâm nhất tâm trong giờ phút cuối cùng, nhưng vẫn giảng sanh. Bởi vì hàng ngày chúng ta chuyên tu, chúng ta nhất niệm, thì thức của chúng ta lúc nào đi đâu, đi đứng nằm ngồi chúng ta không quên. Thì tới giờ đó chúng ta giàu không có bất thần, đứng chạy xe, cái xe nó tông đụng cái đập đầu chết, chết ngang đâu có không nhớ niệm Phật đâu. Nhưng mà vẫn được giảng sanh. Bởi vì trong thức người đó vẫn có một sự chuyên nhất thì được giảng sanh. Cho nên cái mà gọi là nhất tâm bất loạn trong giờ phút lâm chung á, phải nhờ sự nhiếp hộ Đức A Di Đà. Chứ nếu mà thật ra mình nói mà nhất tâm bất loạn như thủy trạm thanh, nhân thủy thanh cố, nguyệt bổn bất lai, lâm chung vật ninh thị tâm niệm Phật đó, thì trong lòng đạo mình không có mấy người đâu. Không có mấy người mà sáng tối đi đứng nằm ngồi y chánh pháp đó, đi đứng nằm ngồi không quên đâu. Tôi dám bảo đảm không được bao nhiêu người thôi. Chúng ta quên đi chẳng hạn, hay quên lắm, nói chuyện hội quên, làm này hội nó quên, lâu lâu giật mình nhớ lại, đó, nó dẫn mình đi đâu Sài Gòn Tây Ninh gì rồi nó còn nhớ đây. Cho nên chúng ta cố gắng niệm Phật đó, mà chúng ta cố gắng nhiều chừng nào thì trong lòng chúng ta nó có tiếng niệm Phật mà nuôi cái lời nguyện cho thiết tha bằng một niềm tin chắc thật, bằng một sự ý nguyện thiết tha, mà thiết tha qua bên kia thì nhàm chán ở bên này, buông bỏ bên này. Nếu mà bây giờ muốn qua coi thêm người lạc mà cũng bơ bên này nữa, một cái chân người bước bên thuyền hôm nay mà có chân ở trên bờ thì không đi đâu được, té xong luôn à, không đi đâu được hết. Vậy thì bây giờ nếu đã tin phải thực lạc, đã muốn dự hội Long Hoa, muốn gặp thầy thì phải đem dồn hết lực lượng nghiêng về phía đó, tất cả trần gian buông xuống, buông xuống. Mà nếu ở đây không buông mà mình cũng nói mình muốn về thực lạc thì cái chuyện đó là mình nói đó không bao giờ thành công được, nó mâu thuẫn ghê lắm, không có được. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta là nhận diện cuộc nhân sinh. Thưa chư đồng đạo, theo tôi thì chúng ta là mang thân một con người, một con thân tứ đại, giả hợp chúng ta tạm mượn với trần gian. Bởi vì thật ra cái thân của mình á, Đức Thầy nói là kiếp người dường chùm gửi bám vào cây, chùm gửi bám vào cây, mà thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, của phú quý từ lắm phù dân, cái nước hương trời ấy của các trò, của các chi là cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc, còn tội chướng thì linh hồn phải luôn luôn chuyển bao đời. Ngày nay đã tỉnh ngộ y cùng Phật Pháp như vậy, cửa trường sanh bất diệt, các trò là gặp nẻo, trường sanh bất diệt. Chúng ta đã gặp một con đường không có chết, quý vị, không có chết. Trường sanh là sống hoài, bất diệt là không có vũ hoại diệt. Như vậy thì đâu có chữ chết trên cái này này. Mà đã không có chữ chết thì mắc gì sợ chết. Một khi đặt niềm tin, trọn tin vào thầy, trọn tin vào con đường giải thoát cứu khổ của thầy, thì như vậy là
chúng ta đang đi trong đường trường sanh bất tử, mắc gì sợ chết? Bị gì chết? Cái xác này thôi, thân cứ đại trả về cho các bụi, cái thần thức đem ra, rút ra, trọn vẹn ý niệm giác ngộ về với Phật của mình. Để thì xác tuy mất mà hồn thiên không mất. Chúng ta không mất cái hồn, phải giữ được cái đó, giữ được cái niềm tin đó, giữ được cái thiết tha trong giàu dạt trong lòng đó, thì chúng ta sẽ không chết bao giờ. Vậy thì không có gì phải sợ chết cả. Nhận diện cuộc nhân sinh để thấy rằng cuộc nhân sinh giá trị lớn lắm. Chúng ta có được thân người quý lắm, được thân người này quý báu vô cùng. Thì chúng ta phải cố trân trọng nó, giữ gìn nó và tiết kiệm tất cả mọi thời gian sống của nó. Để ngày mai này khi mà kết thúc cuộc hành trình, khi mà chúng ta đã đi, mà thời gian đi của chúng ta đã hết, thì kết thúc cái hành trình chúng ta trở về, chúng ta có nơi đi trở về, chúng ta an lạc trở về, và chúng ta đỉnh đạt đường hoàng trở về, chứ không phải bị khủng năng trợn mắt giật mình bẻ mẩy mà đi. Hãy coi chừng, nếu chúng ta còn ý niệm tham đắm, chúng ta không nhận diện được cuộc nhân sinh, đến giờ cuối cùng mà chúng ta kết thúc cuộc hành trình, chúng ta không muốn đi cũng không được. Chúng ta không muốn đi thì chúng ta phùng hoang trợn mắt, chúng ta giật giả ghê lắm. Thì đó là bi kịch cái gì à? Nó là bi kịch, nó khổ lắm, nó khốn đốn con người ta lắm. Không muốn đi mà phải đi. Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đá ngũ canh. Diêm Vương định canh ba chết, xin tới canh năm không có được đâu. Cho nên cuối mẻo đường trần, hoàn mãn cuộc nhân sinh là đi xong, chúng ta cần phải trở về. Chúng ta phải nhìn cho được cái này, chúng ta phải bói bước chân đi đàng hoàng đỉnh đạt, để chúng ta có một tư thế rõ ràng, thanh tịnh, trong sáng, để chúng ta trở về cho con đường của Phật. Thì đấy là cuộc nhận diện đúng, và đấy là một cuộc sống tu thanh tịnh. Đó là những bước đi chững chạc đàng hoàng để chúng ta về với Phật. Những mong rằng tất cả chúng ta, tất cả quý vị ngồi đây, và tất cả tín đồ của Thầy, tất cả đồng đạo thân thương của chúng tôi, nhận cho được, nhận cho được và hiểu được lời dạy dỗ của Thầy trong Tam Pháp Ấn, và sự kêu gọi Đức Thầy hãy gấp bao tu trong thời gian cận kề của cơ vận rất là gấp bách bây giờ. Bởi cơ trời đã thúc ở bên lưng, kế ở bên lưng của chúng ta. Đồng thời chúng ta lại được đặt ở trong một cái buổi mỏng manh đó, trong một cái cơ cận diệt như vậy, mà là ma bệnh thì theo hờ bén gót, còn thần chết kia ôm hót ở bên mình. Như vậy là chúng ta không lo, mà chúng ta không tu nữa thì không còn cái gì để nói được. Do đó không có lý do gì mà chúng ta chểnh mãn, không còn một lý do gì mà chúng ta có thể lơ mơ mà không đem hết cả năng lực cuộc sống còn lại chúng ta, dồn hết tất cả tâm lực của mình để cố gắng gỗ nghe theo lời Thầy dạy, gắn làm lành, gắn niệm Phật, gắn cúng lại, lo tu hiền, tạo thành công đức. Đó là tất cả những điều có thể chúng ta làm được ở trong tầm tay của chúng ta. Những mong rằng tôi và quý vị cố gắng thực hiện cho được, và chúng ta cố gắng dùng trí tuệ của mình để nhận diện cho được nhân sinh, cuộc nhân sinh cho một cách rõ ràng, để chúng ta chứng nhập, hầu chúng ta có một sự an lạc trên những bước đi và thanh tịnh trên cuộc đường về. Đó là những ước mơ cuối cùng, và cũng là nội dung của buổi chia sẻ hôm nay. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái buổi chia sẻ đầy nhân duyên trong một buổi đám giỗ như thế này. Đây là một buổi tọa đàm mà những mong rằng nó sẽ đến với quý vị và còn rớt ở trong lòng quý vị đôi điều để chúng ta có thể nhắc nhở với nhau trong con đường tu tập. Đó là ước mong của những người nói và cái đẹp của những người nghe. Đến đây xin được kết thúc. Xin trân trọng kính chào Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thường thường thấy đồng đạo chúng ta có thể ăn chay 30 năm, 40 năm, 40 mấy năm có nữa, bình thường không sợ chết, bệnh tới kêu đi nhà thương đó, giải quyết gì hết. Bình thường không sợ chết nha. Bình thường thì không sợ chết, nhưng mà gần chết ấy, thì sợ. Tức là cái không sợ chết hồi nãy là nói cho đỡ vậy thôi, chứ thật ra nó không có sợ thiệt, nó thật sợ giả. Cái đó hồi nãy mình nói rồi đó, cái đó là cái phân tích lý luận trên ngôn ngữ, chứ không phải trên tâm giác của mình. Cái tâm bồ đề chúng ta chưa có, mà Đức Thầy biết, biểu mình phải biết tri. Có nhiều người giải cho biết tri này ngộ lắm. Thầy nói ai biết tri việc phải cứ làm, rồi sao mới biết ai phàm ai thắng. Biết cái nghĩa có chữ tri là biết, theo chữ Hán á,
chứ tri là biết, mà đức thầy biết biết tri sao kỹ vậy, thì phải biết cái biết. Biết là sự phân tích trên ngôn ngữ, trên sự suy tư bình luận, thấy không, luận giải biết. Nhưng mà phải trên một tầng nữa, phải đủ năng lực kiểm tra là thấy được cái biết đó. Bởi vì cái biết đó nếu xuất phát từ tâm cảm của chúng sanh thì cái biết đó nó trong phạm trù của chúng sanh tánh. Phải biết lên trên cái biết đó, tức là cái biết của giác tính á, để mà thấy được cái biết này nó đúng hay sai. Thì cái biết đó, nó trên cái tri, thành ra phải biết tri. Thì như anh Bảy nói á, ăn chay trường mấy mươi năm chết không biết, sợ mở miệng ra ôi chết nhậm gì chở gì, mình tu mà vậy chứ Phật chết gì. Nhưng mà tới từng thở không kịp rồi đó là thôi hối dữ lắm, mấy con làm sao tiếp theo chứ đâu được, phải chở đi gấp đằng kia rồi nó sợ chết quýnh ở trên. Như vậy thì hồi nãy nói đó là không nói thật, nói nó nói khà chứ có gì đâu lạ. Cái đó, đó là cái đó hồi nãy đó là sử dụng trước đó là sử dụng cái biết, cái biết của phàm phu, cái biết của phân biệt, của lý luận, của thế trí. Mà phải làm thế nào, chúng ta phải tu tập, quân tập làm thế nào để có cái biết của Bồ Đề, cái biết của giác ngộ, cái biết của giác tánh. Thì cái biết đó, tới giờ đó mới an nhàn được, mới mỉm cười được, mới giả từ đồng đạo được, mới không có lưu bu được. Thì bây giờ tôi với quý vị mà muốn được tới cái đó là phải tu thôi. Chứ không phải nói gì là tới đâu được. Phải tu. Mà thầy dạy mình tu nó có hai món à quý vị à. Mình nói tu mà tu cái gì mà được á. Để mình nói tu vậy lập lẫn nghe biết tu cái gì. Đối với vậy thầy dạy hai món gì? Thầy dạy có hai món à. Tuy nhiên minh mong vậy á. Thầy dạy ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Có hai món này thôi. Nó hai vậy, thật ra nó nhiều lắm đấy. Làm lành trong đó là không biết bao nhiêu những hạnh lành. Mà điều gì nó cũng phải là điều không lành thì không làm. Và song song với việc làm lành thì ráng chuyên tâm niệm Phật. Chứ thật ra thời kỳ này mình nói tu pháp thiền cũng là một pháp Phật. Nhưng năng lực của người thời đại không đủ khả năng để tu thiền đâu. Cho nên Ngài mới chế đưa chúng ta là cái pháp môn cứu cánh mà Ngài xác định. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, là rốt ráo. Cái từ cứu cánh là từ Phật học, là không có cái gì hơn. Nó rốt ráo rồi. Vậy thì môn tịnh độ là cái cửa tịnh độ là pháp môn đó. Là môn, nó là rốt ráo. Vậy thì qua lời giải của Đức Thầy mà chúng ta là đệ tử, chúng ta dâng theo đó, chúng ta phải ráng chuyên tâm niệm Phật. Ráng chuyên tâm niệm Phật thôi, chứ không cách nào khác hết đâu. Rồi song song với niệm Phật đó, để chúng ta ráng cố gắng làm lành. Mà làm lành đây nó không đơn giản đâu. Làm lành là ba nghiệp thanh tịnh, tránh bao nhiêu điều ác, chưa đủ. Tránh ác rồi chúng ta phải hành thiện nữa, nghĩa là làm tất cả mọi việc lành, dầu việc nhỏ cách mấy cũng làm, giúp đời, hy sinh cả cuộc đời của mình, bỏ quên cái bản ngã của mình xuống, tức là xả kỹ lợi tha, quên mình vì đời, làm cho tới cái nào mà chúng ta rủ cuộc đời chúng là chúng ta mới hoàn mãn bổn phận, chứ không biết làm sao cho đủ. Thì bỏ bớt cái tánh ích kỷ của mình xuống, xả bớt cái bản ngã của mình ra, và kiên nghĩ tới người mà làm. Thì như vậy đó, niệm Phật với làm lành đó, nó không đơn giản đâu. Hai cái này nè, nó hỗ trợ, hỗ tương cho nhau, nó hoàn thành được công đức mà chúng ta trở lại cái giác tánh của mình, trở lại chính cái con người thật của mình. Thì cái biết mà cái biết của trên trên nền giác ngộ nó mới có mặt. Chứ không phải mình nói cái xung ngang cái biết, cái nó phát biết rồi. Và tôi là tôi thấy vậy. Rồi đến đây được kết thúc cái phần là câu hỏi của ông anh Bảy. Vậy hết giờ chưa mấy ông? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì vừa qua chú Hai Lúa cũng đã chia sẻ với chư đồng đạo của chúng ta qua một cái chủ đề nhận định nhân sinh, tức là một cái trình độ giác ngộ để biết rõ được mọi sự việc trong cuộc đời, tất cả chỉ là cái lẽ vô thường, vô ngã, tất cả chỉ là trở về với cái con số không, và chúng ta trở về với chính mình để tìm lại Phật tánh của nơi tâm mình, và cuối cùng để đi đến cái mục đích sau cùng là viên mãn giải thoát. Vâng, một lần nữa thì thay mặt cho tất cả chư đồng đạo xin chân thành cảm ơn chú Hai Lúa, và chúc cho chú luôn luôn sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, và để truyền bá đạo thầy, phụng sự nhân sinh, cúng dường cho chư Phật, thành tâm nguyện cầu ơn trên hoàng tâm bảo, quy linh Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho tất cả chư đồng đạo của chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.